Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng Casio giải quyết cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì là Bộ Giáo dục có đổi mới là thi trắc nghiệm. Chính vì vậy thì nhiều em rất còn bỡ ngỡ. Đề minh họa này thì là có từ được mấy tháng rồi. Sở dĩ là thầy không chữa ngay bởi vì là khi đó các em chưa vào năm học và cái kiến thức lớp 12 của các em nhiều em còn chưa bắt đầu học. Thế nên là thầy quyết định để sau một thời gian các em đã học được một số phần thì thầy sẽ hướng dẫn các em thì khi đó các em có thể hiểu hơn được bản chất của vấn đề. Ở câu số 1 thì ở đây là nó hỏi là cái đồ thị này là của hàm số nào, thì em để ý đây là dạng đồ thị của hàm số bậc 3 thì đáp án A và đáp án C là bậc 2 và bậc 4 thì là loại đáp án. Bây giờ còn hai lựa chọn B và D thì là ở đây thì hàm số đi từ dưới đi lên thì là hệ số A nó lớn hơn 0. Vậy câu số 1 là đáp án D. Câu số 2 thì ở đây thì là giới hạn của f(x) bằng 1 và x tiến đến dương vô cùng, x tiến âm vô cùng bằng trừ 1. Đây là cái định nghĩa của tiệm cận ngang. Thì từ đây mình suy ra được là tiệm cận ngang của hàm số là y bằng cộng trừ 1. Thì đây là chính là đáp án C. Câu số 3, hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số đồng biến trên khoảng nào? Thế thì bình thường thì em này phải là tính đạo hàm và y giải phương trình y phải bằng 0 để xem hàm số đồng biến trên khoảng nào. Ở đây thầy sẽ hướng tới sử dụng Casio thì mình sẽ sử dụng cái tính chất của nó, sử dụng một cái điều kiện cần của nó là y phải bằng 0 hoặc là không không tồn tại thì là có đạo hàm. Thì đây mình thì là có cực trị tại điểm đó. Ở đây thầy sẽ tính đạo hàm 2x4 cộng 1. Ở đây yêu cầu đồng biến thì nó phải cần số lớn hơn 0, thì có cái khoảng là trừ vô cùng đến trừ 1/2 và trừ vô cùng đến 0 thì thầy cho giá trị là bằng trừ 5 trong khoảng này đấy. Khi bằng giá trị trừ 5 thì nó ra giá trị âm thì nó là nghịch biến. Thì vậy đáp án A và đáp án D là ta loại. Bây giờ còn hai đáp án B và đáp án C đều khoảng là từ 0 đến dương vô cùng và trừ 1/2 đến dương vô cùng. Thì ta sẽ chọn cái số làm trong cái khoảng bé hơn, ta làm trong khoảng lớn hơn là trừ 1/2 đến dương vô cùng. Ở đây là thầy sẽ chọn là trừ 1/2 thì đây là bằng là 0,5 thì mình thầy chọn là trừ đi 0,3. Thì thấy rằng là khi mà bằng trừ 0,3 nó nằm ở trong cái khoảng trừ 1/2 đến dương vô cùng thì là cũng ra nhỏ hơn 0, thì vậy chứng tỏ đáp án còn lại là đáp án B. Câu số 4, hàm số xác định liên tục trên ladder có bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta thấy này, hàm số đây là có hàm cực đại tại x bằng 0 và cực tiểu tại x bằng 1. Thì nhiều em nhầm lẫn giữa cái này là cái không xác định của hàm y phẩy, thì bởi vì là cái hàm y phẩy không xác định tại điểm x bằng 0 thì không ảnh hưởng gì đến cái việc mà cực trị của hàm số. Thế ở đây thì là đáp án này, thì hàm số đáp án A hàm số đúng một cực trị sai này, hàm số có giá trị cực tiểu, giá trị cực tiểu của nó bằng là trừ 1, không phải là bằng 1. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng trừ 1. Nhiều em thì hay nhầm lẫn giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất với cực đại cực tiểu. Hàm số đạt cực đại cực tiểu chưa chắc đã là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, tùy vào trong từng bài toán khác nhau. Hàm số đạt cực đại tại x bằng 0 và đạt cực tiểu tại x bằng 1, thì vậy là câu số 4 là đáp án D. Câu số 5, tìm giá trị cực đại của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 2. Thì ở đây là yêu cầu tính y cực đại thì mình phải tìm xem là x cực đại là bằng bao nhiêu. Giá trị để tìm được cực trị của hàm số chính là giải cái phương trình y phẩy bằng 0. Giải phương trình y phẩy bằng 0. Thì đây là y phẩy của nó sẽ bằng là 3x bình trừ 3. Thì khi đó thì x nó bằng là cộng trừ 1. Vấn đề ở đây là xem là hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1 hay 1. Thì ta sẽ sử dụng cái tính chất sau. Khi mà giả sử đây cho một giá trị x0 nào đó và đã thay một giá trị lân cận x0, chỗ này là một số mà số A số này chẳng hạn nhỏ hơn rất nhiều, nhỏ hơn x0 một chút, nếu mà ra giá trị dương, đạo hàm ra giá trị dương thì khi đó là hàm số đạt cực đại. Còn trường hợp ngược lại, x0 ở đây mà ra giá trị âm
thì khi đó nó đạt cực tiểu. Thì thầy sẽ thực hiện ngay vào đây. Hàm đạo hàm của hàm số x mũ 3 trừ đi 3x cộng 2. Thế thì ở đây là trừ 1. Ở đây là có hai giá trị x bằng trừ 1 và 1. Thế thì thầy thử giá trị trừ 1 trước. Thì cái số nhỏ hơn trừ 1 là, ví dụ đây là cho trừ 1,1. Khi mà cho trừ 1,1 thì đây là ra y phẩy, nó ra giá trị dương. Thì chứng quả là nó sẽ đạt là cực đại tại x bằng trừ 1. Thì vậy khi đó y cực đại thì mình sẽ thay vào đây là thay x bằng trừ 1 để ra y cực đại. X bằng trừ 1 thì đây là bằng là trừ 1 cộng 3 cộng 2 bằng 5 trừ 1 thì bằng 4. Vậy y cực đại là bằng 4. Câu số 5, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn 24. Thì ở đây nếu mà khi mà các em sử dụng cái phương pháp dùng đạo hàm bình thường ấy, thì đầu tiên là ở đây thấy là điều kiện của nó là x phải khác 1 thì hoàn toàn trên nó không thuộc trên đoạn 24. Và thứ hai là em phải tính đạo hàm của nó ra, tính đạo hàm của cái hàm này ra. Và khi đó mình sẽ tính các cái giá trị y2, y4 và y nghiệm của nó để xem là min của nó bằng bao nhiêu. Thì đây thầy hướng tới việc sử dụng Casio thì thế thầy sẽ sử dụng là 1,7 này. Nhập cái hai hàm của nó vào, x bình phương cộng 3 trên x trừ 1 trên đoạn, chỗ này là bắt đầu là trên đoạn 24 là start bằng 2 và kết thúc bằng 4. Ở cái step này nhiều em thì rất là bỡ ngỡ cái chỗ này, không biết là nên chọn bao nhiêu, chọn 1 hay chọn 2 hay là chọn 0,1, 0,2. Thì em để ý rằng là nó sẽ hiển thị được 20 số, khi thay x vào ra fx thì sẽ được 20, một bảng để được 20 số. Nếu bình thường các em sẽ lấy là thành là 2 cộng 4 là 6, 6, 6 chia cho 20 được 0,3, thì khi đó mình test bằng 0,3. Thì mình xem là để ý này, từ x này bắt đầu chạy từ 2 này thì nó bắt đầu nhìn cái bên cột fx này, từ 7 này, từ 7 mà 7 xuống đến 6,0052 và từ đó lại tăng lên. Tăng lên thì vậy rằng là em thấy rằng là cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng là 6. Vậy là câu 6 là đáp án A. Câu số 7. Biết rằng đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 2 cắt tại x mũ 3 cộng x cộng 2 tại điểm duy nhất thì ký hiệu tìm y không. Thì ở đây việc thì mình sẽ viết phương trình hoành độ ra điểm chung bằng việc thì mình sẽ giải cái phương trình này ra. X mũ 3 cộng với x cộng 2 thì đây khi mà chuyển sang thì là mình giải phương trình bậc 3. X mũ 3 đây là 1, x thì là x bình phương nó bằng 0, c khi đó mà trừ 2x và chuyển sang kia thành là 3x là còn là 3, c khi đó nó bằng là 3, d khi nó d nó bằng là 0. Vậy mình đã được giá trị của nó là tại điểm đó là x bằng 0. X bằng 0 thì mình thay ngay vào cái đường thẳng này, y bằng trừ 2x cộng 2, chia ra y nó bằng là 2, vậy nó là đáp án C. Câu số 8, tìm cái giá trị thực của m sao cho hàm số y bằng x mũ 4 cộng 2 mx bình phương có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân. Thì ở câu này thầy có hẳn một chuyên đề về cực trị của hàm số bậc 4, hàm trùng phương, thì em có thể xem ở trong kênh của thầy. Thì ở đây thì người ta sẽ sử dụng ngay công thức K sẽ bằng là trị tuyệt đối của AK bình phương, AK mũ 4 cộng với BK bình phương. BK bình phương thì với K bằng là, với K bằng là trừ đi căn bậc 2 của trừ B trên 2A. K bằng trừ B trên 2A. Thì em thấy ở đây là, thì điều kiện nó sẽ tạo thành một tam giác vuông cân. K đây là trừ B với AB là trong cái hàm y bằng AX mũ 4 cộng BX bình phương. Thì đây nó bằng là BK nó bằng là trừ M.
căn của trừ m thì phi ra là m phải nhỏ hơn không, thì vậy các đáp án C, D là loại ngay là m nhỏ hơn không. Tiếp đó đã thay vào k và đã giải ra được là phương trình là đáp án B. Câu số 9, tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho đồ thị của hàm số có hai điểm cận ngang. Thế thì ở đây mình có cái điểm cận ngang ở chỗ là khi mà x tiến tới dương vô cùng và x tiến tới âm vô cùng. Nó khác nhau ở chỗ là khi mà mình bỏ cái x bình phương ra, khi bỏ x bình phương ra thì mình bỏ thành cái trị đối, khi x tiến tới dương vô cùng thì khi bỏ ra thì nó bằng là x, còn khi x tiến âm vô cùng bỏ ra là bằng trừ x. Thì vậy ở đây là cái giá trị nếu m bằng 0 thì là không thỏa mãn rồi, nó là đường thẳng. Thứ hai là phải m nhỏ hơn 0, m nhỏ hơn 0 thì cái trong này thì nó sẽ là có tập xác định của cái trừ x, giả sử nó là trừ x bình phương cộng 1. Thì vậy là đáp án của nó là D, là m lớn hơn 0. Câu số 10, cho một tính nhôm hình vuông 12 cm, người ta cắt ở 4 cộng một góc nhôm bằng bằng x. Thì ở câu này thì mình tính thể tích nó ra dựa vào công thức là bằng B nhân H với B là diện tích đáy, thì ở đây bằng x này. Thì khi đó cái cạnh này của mình sẽ là bằng là 12, 12 mà trừ đi 2x. 12 trừ đi 2x thì khi đó thể tích của nó là bằng 12 trừ đi 2x tất cả bình phương nhân với đường cao của nó là x. Và khi đó mình sẽ tính đạo hàm và mình xem là cái thể tích mắc nó bằng bao nhiêu. Thì ở đây thì nếu mà có đáp án trực tiếp x bằng 6 rồi thì mình thử ngay trực tiếp công thức là bằng B nhân H. Thế thì ở đây này, diện tích của nó là bằng A bình phương là cái hai cạnh nhân với B. Đây thầy cứ cho là B. Bây giờ mình sẽ đi thử xem là thằng nào diện tích lớn nhất. Trường hợp là A đây là đáy thì x bằng 6 này. X bằng 6 thì là cái cạnh x bằng 6 mà cái cạnh của nó bằng 12 thì chứng tỏ là cái này bằng 0 thì là không thỏa mãn. Trường hợp thứ hai đáp án B là x bằng 3. X bằng 3 thì khi đó là hai cái viền này thành 6 thì khi đó cái cạnh A nó sẽ bằng là 6 và B nó bằng 3 thì diện tích của nó bằng 108. Trong này là 108. Tiếp này, khi mà x bằng 2 thì là hai cái này thành là 4, 4 thì là nó là cạnh nó bằng 8 và cái B nó bằng 2 thì nó bằng là 128. Tương tự như vậy này, cái thằng D bằng 4 thì là 4, 4 là 8, 8 thì nó còn cái cạnh A nó bằng 4 thôi và B của nó là bằng 4 thì nó bằng là diện tích của nó bằng 64. Thì vậy em thấy rằng là khi đó đáp án C là diện tích của nó là lớn nhất, thì mình sẽ chọn đáp án C khi x bằng 2. Câu số 11, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng 0 đến pi trên 4. Thì ở câu số này thì ta sẽ tính cái đạo hàm của nó ra tương tự như ở cái bài mà tính đồng biến nghịch biến. Chú ý là chuyển sang cái chế độ radian. Tan hàm x trừ 2 trên tan x trừ đi m. Thì bây giờ ta sẽ nhìn đáp án này. Ở đây có các đáp án có các cái đầu mút là bằng là 0 với 1 với 2. Thì đầu tiên ta sẽ chọn m bằng 0 trước thì là tan 0 rồi. Đấy là chọn giá trị m và cái đồng biến trên khoảng 0 đến pi trên 4, tức là khi ta thay cái x và nằm trong cái khoảng 0 đến pi trên 4 thì cái đạo hàm này sẽ ra giá trị dương. Thì ở đây thì là thầy sẽ cho là bằng là pi trên 5. Thấy rằng là khi mà bằng 0 thì nó bằng là dương. Thì chứng tỏ là khả năng là khi đáp án m nhỏ nhỏ bằng 0 có giá trị bằng 0 thì 0 nó không nằm trong cái đáp án D bởi vì m lớn bằng 2 và không nằm trong đáp án C. Thì vậy là B và C, C và D là đáp án loại. Thì bây giờ ta còn đáp án A và đáp án B thì ta thử tiếp là trong cái trường hợp mà m nó bằng 1. M nó bằng 1 và giá trị x vẫn bằng là pi trên 5. Khi m bằng 1 thì đáp án nó là đáp án dương. Vì vậy rằng là đáp án của bài toán là đáp án A. Câu số 12, giải phương trình này thì câu này thì là tương đối là dễ rồi.
ta chỉ việc nhập cái phương trình này ra và mình thử xem ứng nghiệm của phương trình. Thì nói về cái phương trình này thì là nếu các em giải bằng định nghĩa trực tiếp được, điều kiện nó lên x trừ 1 lớn hơn 0 thì là x trừ 1 sẽ bằng 4 mũ 3. Thì đây mình sẽ các cái giá trị là 63 này, 0 bằng 0 này, 65 này. Ở đây là bằng là trừ 4 này, trừ 3, 65 này. Vậy bằng 0, vậy là câu 12 là đáp án B. Câu số 13, tính đạo hàm của hàm số y bằng 10, 13 mũ x. Thì đạo hàm của hàm số y bằng a mũ x. Thì đạo hàm của nó là bằng là, thì mình thuộc ngay là bằng y phẩy của nó bằng là a mũ x. Nốc nepe của a. Thì nhìn đây sẽ bằng là 13 mũ x nhân nốc nepe 13. Thì câu 13 là đáp án B. Thì vậy là nếu mà nhiều em thì quên công thức thì các em có thể sử dụng máy tính là bằng tính bằng cách là tính đạo hàm này ra. 13 mũ x tại một điểm đi, cho một điểm 2 thì khi đó nó bằng là 433 433,47. Sau đó mình sẽ cho các tính các cái giá trị của bài toán này bằng tại 2. Ở đây là đáp án A trước này. X nhân với 13 mũ alpha x trừ 1 tại x bằng 2. X bằng 2 bằng 26 này. Tiếp này. 13. 13 mũ x. Lúc nghe P 13. Tại giá trị là 2. Thì bằng 433,4 476. Đấy, thì như vậy đã dừng ngay, đã không cần phải thử đáp án C và đáp án D nữa. Câu số 14, giải bất phương trình. Câu này thì giải bất phương trình thì cũng tương tự thôi. Ta sẽ thử ngay. Nó giải thằng Noga cơ số 2 của 3x. Ta sẽ chuyển cái vế cái thằng trừ thằng 3 sang. Thì thành là trừ 3. Thì dấu của nó bất đẳng thức sẽ là lớn hơn 0. Ở đây là sẽ là x lớn hơn 3 này. X lớn hơn 3 thì thay một số là 4 vào. Thì đây là sẽ được 0,45, thì khi đó là dương, thì có khả năng đáp án A là đúng. Bây giờ mình sẽ thay các thử xem là x lớn 3 mà thầy đã cho bằng 4 thì đáp án B loại này, bởi vì 4 nằm ở trong đáp án B này, C loại này. Thì vậy là còn đáp án A và đáp án D thì 10 phần 3 nó khoảng 3,3, thì thầy sẽ cho là 3,3,1, xem 3,1 rồi xem nào. X bằng 3,1 vẫn dương thì chứng tỏ đáp án của nó là đáp án A. Tìm tập xác định của hàm số thì điều kiện của hàm số y bằng log cơ số 2x bình trừ 2x trừ 1 thì điều kiện nó là x bình trừ đi 2x trừ 3 lớn hơn 0. Thì vậy những thằng nào bắt đầu mút là mình loại ngay đáp án A, B. Thì vậy là còn đáp án C và D. Nếu mà các em nhanh thì em giải cái phương trình này ra. Thì nó là A trừ B cộng C, có nghiệm có hai nghiệm, mà một nghiệm trừ 1 và nghiệm là 3. Thế thì ở đây là trừ 1 với 3. Thì trong trái ngoài cùng thì đây yêu cầu mình là lớn hơn 0. Thì vậy là câu 15 là đáp án C. Nếu không thì các em có thể là ở đây thì mình sẽ điền trực tiếp cái công thức này, Noga cơ số 2 này, x bình phương này, trừ đi 2x, trừ đi 3. Mình cho một giá trị vào trong khoảng trừ 1 đến 3, ở đây là cho giá trị 0 chẳng hạn. Thì đây là không xác định, thì vậy là đáp án D loại, thì còn đáp án là đáp án C. Câu số 16, khẳng định là sau đây là sai. Thì em để ý này, ở đây là cái việc của nó sẽ là Noga rít hai vế lên. Thì mình chú ý một chút ở đáp án A và D có điều đặc biệt là cùng Noga cơ số 2 mà lại ra hai đáp án, thì mình thử ngay đáp án A và D. Ở đáp án A này, khi mà 2 mũ x nhân với 7 7 mũ x bình phương nhỏ hơn 1 thì mình sẽ là Noga cơ số 2 lên. Noga cơ số 2 bên vế phải, Noga cơ số 2 của 1 bằng 0. Thì đây là Noga một tích. Nó sẽ bằng là x cộng với x bình phương Noga cơ số 2 của 7, thì đáp án A là khẳng định đúng. Xem đáp án D này tương tự như vậy, thì đáp án D cũng Noga cơ số 2 của 7 mà lại ra là 1.
1 cộng với x nhân log thì vậy là đáp án sai, thế là đáp án D. Câu số 17, câu số 16. Câu số 17. Câu số 17 thì em thực hiện các công thử dụng công thức là log cơ số a alpha của b mũ beta thì bằng beta trên alpha log cơ số a của b. Thì đây nhìn đây chỗ này là a bình phương như thế này bằng 1/2 log của ab, không phải là log cơ số a của b. Đáp án này là a bình phương thì bỏ 2 ra ngoài cũng bằng 1/2, đây lại 2 là sai. Đáp án C, a bình phương thì nó 1/2 log cơ số 2 của ab, không phải 1/4. Thế vậy là đáp án D là đáp án đúng. Bằng noga bằng 1/2 noga cơ số A của A nhân B và noga của một tích thì bằng tổng 2 noga. Thì nhiều em thì công sai công nhớ sai nhớ không nhớ công thức thì ta có thể làm trực tiếp bằng việc thay cái thằng AB ở đây. Thì đây là đáp án D, thì là noga cơ số của A bình phương thay cái giá trị AB vào ngay và trừ đi. Ở đây cho là b bằng 2 đi, a bằng 4, thì đây là mình thử ngay đáp án D nhé, là bằng a bằng 4 là 16 này, b bằng 2, 2 nhân 4 là 8 này, và trừ đi 1/2, trừ đi tiếp 1/2 noga cơ số a là bằng 4 của 2. Nếu bằng 0 thì nó là đáp án đúng. Như vậy là đáp án D thì các em thử các đáp án A, B, C. Câu số 18, tính đạo hàm của hàm số, thì câu này tương tự như câu tính đạo hàm y bằng 13 x, ta thử vào. Thì đâu câu 18 là đây đáp án các em tự làm nhé. Câu 18 đáp án A. Câu số 19, hãy biểu diễn loga 6, 4, 5 theo A và B. Thì ở đây thì mình sẽ thực hiện là lấy cái trừ đi đáp án, đây là noga cơ số 6 này, của 45 này, và trừ đi cái thứ nhất là a cộng 2ab cộng với 2ab trên ab, mình cạc cho các cái giá trị ở đây là a nó bằng là noga cơ số 2 của 3, thì do là ở cái bài toán này thì là cái noga cơ số 2 của 3 không ấy được, mình sẽ là phải đổi sang log nepe thành là log nepe được, hoặc là cơ số 10 được, thành là log nepe 3 chia log nepe 2 là đổi sang đổi cơ số. Tiếp b sẽ bằng là log nepe của 3 chia log nepe của 5. Nếu mà nó bằng 0 thì là nó là đáp án đúng, ở đây là không đúng. Tiếp là đáp án B này. Đáp án B là 2a bình phương, mình đổi lại sửa lại thằng này, trừ đi 2a bình phương trừ đi 2ab chia cho ab, vẫn ab vẫn nguyên như vậy. Vậy đáp án B không đúng. Tiếp đáp án C này, a cộng với 2ab, a cộng với 2ab ở dưới mẫu là ab cộng với b a cộng 2ab, đây là thầy ấn nhầm đây, a cộng 2ab đấy, ab vậy bằng 0, thì vậy câu 19 là đáp án C. Câu số 20, cho hai số thực a và b, thì câu này khẳng định là sau đây đúng. Em để ý này, noga cơ số a của b nhỏ hơn 1 này, thì chia ra b nó nhỏ hơn a, đây là lại a này nó nhỏ hơn b, như vậy là có noga cơ số a của b 1 là sai, đây cũng có này, như vậy đáp án a và đáp án C là loại rồi. Tiếp ở đây là cơ số a của b mà lớn hơn 1, noga cơ số a của b lớn hơn 1 thì mình chia được là b lớn hơn a, nhưng lại có tiếp là noga cơ số b của a lại lớn hơn 1, tức là a lại lớn hơn b. Vì vậy câu b sai, còn câu d thì nhiều em có thể là sử dụng ngay cho một giá trị ab bất kỳ, ở đây là cho b bằng 3 này, a bằng 5 này, đây là tiếp này, b bằng 3 này, a bằng 2 này, noga cơ số 2 của 3 này, xem nó nhỏ 1 không, cơ số 2 của 3 này bằng là 1,5 cơ, AC loại này. Tiếp này,
Ở đây là đều lớn 1 thì mình 3 cơ số 2 của 3 thì lớn 1, thì cơ số 3 của 2 thì là còn lớn hơn 1 không? Mình đổi lại cơ số. Này bằng 0,6, như vậy là không lớn 1, với đây khẳng định B sai, như vậy còn đáp án D thì mình không cần phải. Câu số 21. Ở câu số này thì là ở thầy đã có chuyên đề về lãi suất riêng rồi, thì công thức của nó sẽ là bằng là A nhân với A nhân R nhân Q mũ N. A nhân R nhân Q mũ N, tất cả trên Q mũ N trừ 1 với Q bằng R cộng 1, với lãi suất tháng thì đây là lãi suất 12% trên 1 năm. Thì các em có thể xem lại cái chuyên đề mà các cái bài toán lãi suất thực tế, thì ở câu này thì là đáp án của nó là đáp án B. Câu số 22 thể tích của nó thì là câu 22 thì nhìn nó biết được ngay, biết này đáp án của nó là đáp án A. Thể tích bằng pi nhân với fx tất cả bình phương. Câu số 23 tính nguyên hàm của hàm số. Thì nguyên hàm của hàm số này thì bằng cách là có thể là sẽ bằng là 2x trừ 1 tất cả mũ 1 phần 2 d của 2x trừ 1 chia cho 2, thì mình đổi cái d ra, hoặc các em có thể sử dụng máy tính ngay bằng cách là các em tính cái đạo hàm của hàm số này, đạo hàm của hàm số này tại một điểm nào đó, ở đây là x sẽ lớn hơn 1 phần 2, bởi vì 2x trừ 1 lớn hơn bằng 0 mà x sẽ lớn hơn bằng 1 phần 2 thì thầy cứ cho là cận từ 2 đến 3, cận từ 2 đến 3 của cái căn bậc 2 của 2x trừ 1. Vậy nó bằng là rất nó bằng là 1,99. Bây giờ mình sẽ thay cái thằng này, nó chính là bằng F3 trừ F2. F3 trừ F2. Đây mình sẽ thay vào là bằng là 2 phần 3 2x trừ 1 nhân với căn bậc 2 của 2x trừ đi 1. Đây mình cho các cái giá trị khác nhau thôi, mình nhập luôn cái thằng giá trị là 2 phần 3 nhân với 2 2y chẳng hạn, 2y trừ 1 nhân với căn bậc 2 của 2y trừ 1. F3 chia F2 thì x nó bằng 3, y nó bằng 2. Thì xem nó bằng ra bằng 1,99 không? Đấy không. Vậy là đáp án A này mình loại. Tương tự như vậy là xem nào, 1 phần 3 sửa ra là đi. Chỗ này 1 phần 3, 1 phần 3 nhân với 2x trừ 1 nhân với căn bậc 2 của 2x trừ 1 trừ đi 1 phần 3 nhân với 2y trừ 1 căn của 2y trừ 1, x cũng x bằng 3, y bằng 2, nó bằng 1,994. Nếu vậy là đáp án của nó là đáp án B. Câu số 24 thì ở câu này thì nó là vật lý của lớp 10, thì em phải nhớ công thức thế này là khi mà VT nó bằng 10 thì bắt đầu là về không, nếu mà V về không ấy thì tại V vận tốc nó bằng không, thì khi đó thì từ đây mình giải phương trình là trừ 5T cộng 10 bằng không. Thế nên khi đó thì mình T suy ra được T nó bằng 2, T nó bằng 2, vậy là T bằng đi được từ lúc nó dừng thì nó đi thêm 2 giây nữa. Và thứ hai em thấy là cái công thức là VT sẽ bằng là V0 cộng A nhân T. Đấy, thế thì thứ hai mình phải sử dụng công thức quãng đường S sẽ bằng là V0 cộng với AT bình phương trên 2. Thế thì khi đó thì mình sẽ sử dụng vào S bằng V0T cộng AT bình phương trên 2. Thế mình thay T bằng 2 này, V0 bằng 10 vào rồi này. Và cái A khi đó nó bằng là trừ 5. Vậy mình tính ra thì câu 24 của mình là đáp án C, bằng 10 mét, cũng nghĩa là đi được thêm 10 mét nữa. Tính tích phân của
y bằng 0 đến pi của cos mũ 3 x sin x thì đây là mình sẽ sử dụng là bằng là d cos x thì bằng là trừ tích phân bằng 0 trừ đi 0 phẩy pi của cos mũ 3 x nhân d cos x thì đây bằng là bằng trừ cos mũ 4 trên 4 thì mình thay 0 đến pi vào. Ở đây thì mình sử dụng ngay trực tiếp là bằng là sử dụng máy tính mình sẽ tính cận từ 0 đến pi. Em chú ý là cái sử dụng đang để 0 đến pi thì xem để sang cái chế độ radian nhá. Đây là cos mũ 3x. Cos mũ 3x. Đấy cái thằng này nó hơi lằng ngoằng một chút là mũ 3 này phải đóng vào ngoặc vào. Nhân với sin x. Nhân với sin x. Thì mình đợi một chút rồi máy tính nó tính ra thì nó bằng là vậy câu 25 là đáp án C. Câu số 26 tính tích phân thì cái việc này thì mình cũng tính vào. Đây là tích phân từng phần. Nếu mà các em muốn thực hiện thì em đặt U bằng nốc DP của X. DV nó bằng X DX. Đây là cận từ 1 đến E. Của X nốc DP của X. Bằng là 2,09 thì mình tính các cái đáp án này ra, đáp án A là loại này. Tiếp là B này. E bình phương trừ 2. Sai đáp án C loại E bình phương cộng 1. Như vậy là đáp án C. Câu 27, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số. Thì ở cái bài diện tích hình phẳng thì thầy có hẳn một chuyên đề về tính diện tích, ở đây nó chưa cận, mình phải giải phương trình hoành độ ra điểm chung nó ra. Thì ở đây là x mũ 3 trừ x bằng x trừ x bình thì mình chuyển ra giải phương trình bậc 3. Thì là a bằng 1, b khi đó bằng 1, trừ x chuyển sang là trừ 2x thì bc nó bằng trừ 2 và d nó bằng 0. Phương trình ứng nghiệm là 1 với trừ 2 0, như vậy cận của nó là từ là 0 đến trừ 2 và mình sẽ tính của nó ra, tính tích phân 0 đến trừ 2 đến trừ 2 đến 1. Mình lấy hai cái cận nhỏ nhất mà. Chi tuyệt đối của cái thằng x mũ 3 trừ x. Trừ x trừ đi x này là trừ cộng x bình trừ 2x. Thì nó bằng là 3,08. Mình xem đáp án nào bằng 3,08. Đáp án A là 37/12. Này ra xấp xỉ thôi. 3,08 vậy là đáp án A. Câu số 28. Thể tích thì mình sử dụng là quay được hình H vào xung quanh mũ X. Quay quanh trục hành thì mình sử dụng công thức V bằng là pi tích phân của Y bình phương. Thì đây là quay quanh trục Ox quay bởi là Ox thì khi đó là mình phải tìm cái cận nó là y bằng 0 thì khi đó x bằng 1, như vậy là cận nó là từ 0 đến 1 và mình thay một công thức là bằng pi nhân y bình phương, pi nhân với tích phân cận từ 0 đến 1 của y bình phương. Y bình phương thì nó là bằng là 2 nhân với x trừ 1 nhân với e mũ x.
tất cả bình phương thì nó bằng là 7,505. Mình xem có đáp án nào thì nó bằng là 7,505. Cái này bằng E, nó bằng là 2,7, đây là 2,74, đáp án A loại ngay này. 4 trừ đi 2E, 4 trừ đi 2E. Loại ngay đáp án. Tiếp tương tự với đáp án C là bằng E bình trừ đi 5. Như vậy là đáp án D. Câu số 29, số phức Z bằng 3 trừ 2Y, phần thực ở phần ảo của hồ sức Z ngang. Thì Z nó bằng là 3 trừ 2Y thì suy ra được có, mình chia được Z ngang của nó là Z bằng A cộng BI thì Z ngang bằng A trừ BI. A trừ BI thì là 3 cộng với 2Y. Thì phần thực của nó là bằng là 3 và phần ảo của nó bằng là 2. Đây là cái phần học sinh rất hay nhầm khi nói ngay phần ảo nó bằng 3, 2Y. Vậy đáp án của câu số 29 là phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2, đáp án D. Tiếp câu số 30, cho hai số phức Z1, Z2, mô đun của Z1 cộng Z2. Thế thì mình tính ngay là mô đun của Z1 cộng 2, mình vào mod 2. Mô đun của Z1 cộng Z2 đây. Z1 nó đang là 1 cộng Y. Cộng với Z2 là 2 trừ đi 3Y. Thì bằng là căn 13. Vậy câu 30 là đáp án A. Câu 31 thì muốn biết xem là cái điểm ta có là cái điểm Z nó bằng là A cộng BI thì khi đó nó được biểu diễn là có tọa độ là AB thì là trong hệ trục tọa độ là điểm biểu diễn số phức đó. Thì đây ta phải xem là số phức Z đó là gì. Z của nó khi đó bằng là 3 trừ Y mà chia cho 1 cộng Y. 1 cộng Y. Thì khi đó nó bằng là 1 trừ đi 2y. Thì vậy điểm của nó sẽ là điểm 1 trừ 2. Mình xem cái điểm nào là điểm 1 trừ 2. Tức là x bằng 1 và y bằng là trừ 2. Vậy điểm nó là sẽ là điểm Q. Vậy là câu 31 là đáp án B. Câu 32, cho số phức Z tìm số phức V kép bằng là y nhân Z cộng Z ngang. Thì mình chỉ việc ấn vào máy tính thôi, y nhân Z. Y nhân với Z. Z khi đó nó bằng là 2 cộng với 5Y. Z ngang của mình khi đó nó bằng là 2 trừ đi 5Y. Bởi vì là Z bằng là 2 cộng 5Y. Thì đây số V kép của nó sẽ là trừ 3, trừ 3, trừ 3Y. Nên là đáp án B. Câu số 33. Ký hiệu là 4 nghiệm phương trình Z mũ 4 trừ Z bình trừ 12 bằng 0. Thì đây là phương trình trùng phương, ta sẽ giải những phương trình này ra. Giải phương trình bậc 2 thì là hệ số A của nó là bằng là 1 1 này, trừ 1 này và trừ 12. Vậy là có nghiệm là 4 và trừ 3 thì đây là Z bình bằng 4 và Z bình bằng trừ 3. Thì là có nghiệm là bằng là cộng trừ 2 trừ 3Y thành là 3Y bình phương, nó bằng là cộng trừ Y căn 3. Vậy mình sẽ tính cái mô đun của nó ra. Thì bằng cách là tính mô đun này của 4 là bằng 2 của cái số phức thứ nhất này. Y số phức thứ hai là trừ đi 3 căn 3y. Số phức thứ hai là thành là trừ đi căn 3y. Nó bằng là 4 cộng 2 căn 3. Như vậy là đáp án C. Ở câu số 34 thì trước tiên thì ta phải suy ra số phức Z của nó là bằng là V kép trừ đi Y chia cho 3 cộng 4Y. Và sau đó mình tính mô đun của V kép. À suy ra, thầy xin lỗi, mình suy ra cái mô đun Z của nó bằng là V kép trừ đi Y trên 3 cộng 4Y. Từ đó mình tính mô đun của Z ra. Mình gọi cái V kép của nó là X cộng Y và suy ra một đường tròn là đáp án C. Câu số 35. Thì những cái bài mà hình học không gian này ấy, thì là thực ra thì trong cái Casio là mình không giải quyết vấn đề gì. Thì mình sẽ thay ra ngay trực tiếp là cái A bằng 1. Cho cái hệ số A bằng 1.
và từ đó mình tính ra. Thì câu số 35 thì là thầy chờ đáp án A. Câu số 36 là đáp án D. Câu số 37 là đáp án D. Câu số 38 là đáp án B. Câu số 39 là đáp án D. Thì đấy là cái các em có thể xem một số chuyên đề hình học không gian mà có ở trong kênh của thầy. Câu số 40 thì em thấy rằng là tính V1 trên V2 thì cái V1 này thì là cái bán kính của nó là R, thì ở cái thằng V2 thì là bán kính của nó là R trên 2, thì mình tính sử dụng công thức tính bằng là diện tích đáy nhân với đường cao cùng với đường cao ở đó, thì là thằng này là pi R bình phương, thì từ đó mình chia cho V1 chia cho V2 thì câu số 40 nó là đáp án C. Câu số 41 thì là diện tích xung quanh. Câu số 41 đáp án A, diện tích toàn phần. Câu số 42, tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chót. 42 là đáp án B. Ở đây thầy trong cái giới hạn thì thầy chỉ sử dụng những cái gì mà sử dụng được Casio thôi. Câu số 43, vector nào dưới đây là vector pháp tuyến của P, thì em thấy vector pháp tuyến của nó là 3, 0, trừ 1. Thế thì sẽ là cái thằng nào mà song song của nó 30 trừ 1, nên đáp án D. Câu số 44, trong không gian tọa độ mặt cầu với tâm y mặt cờ bán kính thì em thấy là có là x trừ a tức là bình phương cộng y trừ b tức là bình phương cộng z trừ c tức là bình phương bằng r bình phương, thì bán kính của nó bằng 3 này, và cái này sẽ tọa độ tâm của nó sẽ là trừ 1, 2, 1, thì câu 44 là đáp án A. Câu 45, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P thì đã sử dụng công thức là tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Tính khoảng cách từ một điểm mặt phẳng sử dụng công thức thôi. Đây là điểm A là độ thì nó bằng là tuyệt đối thì thôi thì bằng là 3 nhân 1 này cộng với 4 cộng 4 nhân với trừ 2 là trừ đi 8 cộng với 2 nhân 3 là cộng với 6 cộng 4. Tất cả là trên căn bậc 2 của 3 bình phương cộng với 4 bình phương cộng với 2 bình phương. Vậy đáp án của nó là ra là 5 căn 29 trên 29, đó là đáp án C. Câu 46, tìm các giá trị của M để mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng delta. Thế em thấy là đường thẳng delta thì có vector chỉ phương nó là 511. Thế mà thằng vector của thằng mặt phẳng P là 10, 10, 5 và M. 10, 5, M muốn cho cái mặt phẳng P mà vuông góc đường thẳng delta, thì khi đó cái thằng vector chỉ phương và vector pháp tuyến của thằng mặt phẳng này là song song với nhau. Tức là cái thằng này vector này 511 sẽ bằng K thằng kia. Thì ở đây là thằng này là vector của thằng này 511 mà bằng K thằng 12M. Thế em thấy là nhân 2 lên thì vậy M sẽ là bằng 2. Vậy câu 46 là đáp án B. Câu 47, trong không gian cho hai điểm AB viết phương trình mặt phẳng P đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB. Thế em thấy là xem là cái đường thẳng nào đi qua A này. Trước tiên mình loại đáp án này, đi qua A là 011, x bằng 0, y bằng 1, 1 là 3. Thì em thấy là đáp án B này thì là không đi qua A này, x bằng 0, 1, 1. Đáp án D là không đi qua A. Vậy là còn đáp án A và đáp án C. Và vuông góc đường thẳng AB chứng tỏ là vector AB nó là vector pháp tuyến. Thì vector AB thì ngọn trừ gốc này bằng 1, có tọa độ là 1, 1, 2. Vậy nó là đáp án A, câu 47. Câu 48, trong không gian mặt cầu tâm y và mặt phẳng P, mặt phẳng viết phương trình mặt cầu S thì em thấy là mặt cầu tâm y độ là 211 thì nó sẽ là x trừ 2 bình phương cộng y trừ 1 bình phương cộng với z trừ 1 bình phương. X bình thì các đáp án là A, B là loại này, thế còn đáp án là C và D. Bây giờ mình quan tâm đến bán kính của nó. Thế thì khi mà cho mặt cầu bán kính như này
nó bằng bán kính của mặt cầu nó bằng đây là bằng trong này giả thiết rồi đó là đường tròn là bán kính bằng 1. Thế mình phải tính được cái khoảng cách từ tâm ra này, phải tì khoảng cách từ y đến cái mặt phẳng này đến mặt phẳng P để mình tì rồi suy ra được thằng bán kính của cái mặt cầu này sử dụng Pythagore. Thì đây khoảng cách từ y đến mặt phẳng P thì ta tính ra là khoảng cách từ y mặt phẳng P chỗ này là bằng là thì tính nhanh chỗ này là bằng là 2 nhân 2 là 4 này. 4 cộng 1 cộng 2 cộng 2 tất cả chia cho 2 bình phương 1 và cộng với 2 bình phương thì vậy nó bằng 3. Nhưng mà cái thằng này nó bằng bằng 3 thì khi đó mình sử dụng cái công thức là 3 bình phương với R bình của mình là bằng là 10. Vậy câu 48 là đáp án D. Câu số 49, viết phương trình đường thẳng A đi, delta đi qua A và vuông góc với D. Từ đầu tiên mình xem là cái phương trình là đi qua A. Ở đây A đã độ là 1, 0, 2, 1 này. 1, 0, 2 thì đi qua này. 1. Thì ta thấy là tất cả đều đi qua điểm A và vuông góc với D, vuông góc và cắt D. Thế bây giờ đi vuông góc với thằng... thằng D thì có vector chỉ phương của nó là 1 1 2. Thế mà hai cái đường thẳng vuông góc nhau thì tích vô hướng nó bằng 0. Thế thì mình xem là cái đáp án A thì là 1 nhân 0 bằng 0, đáp án B thì bằng 0. Đáp án C cái vector chỉ phương này là 2 2 1 0 bằng 0. Đáp án D là bằng 0. Vậy còn đáp án B và đáp án D, bây giờ mình mới xem là cái đường thẳng giữa đáp án B và đáp án D thì thằng nào nó cắt cái đường thẳng D. Thế thì nếu mà hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì giả sử mình đặt cái này bằng K. Thế thì x trừ 1 trên 1 bằng K thì x sẽ bằng là K cộng 1. K cộng 1 tức là K trên 1. Y sẽ bằng K, là K trên trừ 3. Chứng tỏ là không không cắt nhau ở đáp án D, thì vậy là còn là đáp án B. Câu số 50, trong không gian cho 4 điểm A, B, C, D, hỏi tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều 4 điểm đó. Thế em thấy là đầu tiên em xem là cái 4 điểm này có đồng phẳng không. Thì em tính tích vô tích hỗn tạp của vector A, B, A, C và A, D. Thì đó suy ra là 4 cái điểm này là nó là không đồng phẳng. Thì khi đó là câu 50 thì nó có là 7 mặt phẳng. Trên đây là thầy trình bày các em sử dụng Casio để giải quyết các cái bài toán của cái đề minh họa. Thì các em để ý rằng là các đề minh họa thì đa phần sẽ giải quyết được hết bằng Casio. Một số bài toán về hình học không gian mà thầy chưa giải mà chỉ đưa ra đáp án thì các em phải cố gắng làm hết các cái bài đó.